Xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Camera Quay Lén Hoàng Hải anh chị nhé. Hotline tư vấn Zalo 0962085919 và 0969155444 anh chị nhé. Thì tất cả những anh chị em nào mà đang có nhu cầu mua hàng về những cái dòng sản phẩm như camera an ninh này, camera giám sát, camera ngoài trời thì anh chị không nên bỏ qua video clip này. Đặc biệt em xin nhấn mạnh nhé, đặc biệt là những anh chị em nào mà muốn lắp cam ở những nơi không có wifi, không có điện mà vẫn muốn sử dụng được. Ví dụ như ở giữa rừng thì lấy đâu ra điện, lấy đâu ra mạng, đúng không anh chị? Hoặc là ở anh chị em nào mà ở ven biển, ở chỗ nước lợ mà nuôi thủy hải sản ấy, hoặc là anh chị em nào mà nuôi ở đầm tôm hay là nuôi những cái vựa hầu ấy, đấy đầm hầu ấy, mà anh chị muốn lắp cam giám sát ở đấy, bởi vì ở đấy thì không ai kéo điện cho mạng cho anh chị, thì anh chị lên lựa chọn cái mẫu sản phẩm này. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một cái mẫu sản phẩm rất là mới của bên em, một chiếc camera hai đầu hai mắt anh chị nhá, hai đầu hai mắt này, xoay hai hướng khác nhau này. Đấy, một cái nhìn trước mặt, một cái nhìn sau lưng là hoàn toàn thoải mái. Quay ở đây là 180 độ luôn anh chị nhá. Đấy, cái này trước, cái này sau là một góc là 180 độ. Còn xoay là xoay 360 độ anh chị nhá. Trái phải lên xuống là thoải mái này. Đấy, mắt này là mắt cố định anh chị nhá. Nhưng mà anh chị em xin nhấn lại nhá, mắt này là mắt cố định nhưng mà mình muốn xoay là mình phải xoay tay. Đấy, mình phải xoay tay như này. Đấy, là mình phải xoay tay cái mắt trên. Còn mắt dưới là mình điều khiển qua điện thoại. Và một cái rất là hay của sản phẩm này là cái mắt trên này, anh chị nhìn cái mắt này, mình có thể là chỉnh góc lên góc nó xuống này. Đấy, thông qua cái thanh mà chỉnh góc này. Đấy, nó đây nó rơi vào khoảng chỉnh lên chỉnh xuống, ở đây nó rơi vào khoảng tầm 70 độ anh chị nhá, 70-75 độ này. Đấy, khoảng cách giữa hai cái góc, một cái thì chổng ngược lên, một cái thì xuống dưới, một cái vào giữa này, tùy theo anh chị đặt cái góc nào thấy phù hợp anh chị nhá. Khi mình cài đặt lên trên điện thoại, khi mình xem trên điện thoại, mình thấy góc nó như thế nào phù hợp thì mình sẽ điều chỉnh cái này làm sao cho nó hợp lý nhất là ok. Đấy, cái mắt này đã linh động chuyển được thêm rồi nhá anh chị nhá, sử dụng rất là ok. Đấy, ở đây em đã ghi rất là rõ ràng rồi, camera 4G năng lượng mặt trời, chuyên lắp những nơi không có mạng wifi và không có điện. Đấy, cái mẫu này là lắp những nơi không có mạng wifi và không có điện. Bởi vì sao? Bởi vì trên cái cam ở đây nó đã có một cái khe gắn sim anh chị nhá, có một cái khe gắn sim ở đây để anh chị gắn sim vào đây. Đấy là đã có mạng rồi. Còn không có điện, điện ở đây là sẽ ăn nguồn điện của miếng pin năng lượng mặt trời. Đây là miếng pin năng lượng mặt trời anh chị nhá. Đấy, sử dụng ở đây rất là ok. Thì nhiều anh chị cũng hỏi em là cái sản phẩm này là có chức năng như thế nào. Đầu tiên là em xin giới thiệu là nó có hai dâu bắt tín hiệu rất là tốt. Đấy, hút được mạng 3G, 4G rất là tốt để kết nối vào đây anh chị nhá. Cái thứ hai là xoay 360 độ. Cái này là xoay 360 độ này. Đàm thoại hai chiều, cam này là cam to lên đàm thoại hai chiều. Đấy, sử dụng rất là ok. Bám theo chuyển động có nghĩa là người đi đâu là cam xoay theo đến đấy anh chị nhá. Người đi đâu là cam xoay theo đến đấy. Quay đêm có màu, chống nước 100% nên rất là phù hợp với những anh chị em nào mà mình để ngoài trời này, lắng mưa là thoải mái anh chị nhá. Và nhiều anh chị cũng hỏi em là bây giờ thì là cái pin này là pin được bao lâu, nó có tích pin hay không hay là như thế nào, thì em xin trả lời luôn là một ngày nắng sử dụng được 7 ngày mưa, sử dụng rất là ok. Một ngày nắng sử dụng 7 ngày mưa thoải mái luôn anh chị nhá. Tổng hợp về con camera 4G năng lượng mặt trời này thì thứ nhất là lắp những nơi không điện không mạng, sử dụng rất là ok, xoay 360 độ đàm thoại hai chiều, bám theo chuyển động người đến đâu cam xoay đéo đến đấy, quay đêm có màu, chống nước 100% và một ngày nắng sử dụng 7 ngày mưa. Đặc biệt khi anh chị mua hàng là sẽ có phần quà giá trị tặng kèm thẻ nhớ chính hãng 128GB anh chị nhá. Giấy hướng dẫn tiếng Việt bằng đầy đủ hết. Ở đây là cái giá đỡ của miếng năng lượng mặt trời này. Đấy, giá đỡ miếng năng lượng mặt trời này sử dụng rất là ok. Đấy, và vít lở các thứ ở đây là hoàn toàn là thoải mái anh chị nhá. Và bây giờ là em sẽ đi vào phần hướng dẫn cài đặt sử dụng về cái dòng sản phẩm camera hai đầu hai mắt năng lượng mặt trời đây. Đấy, sử dụng hai đầu hai mắt này, sử dụng cài đặt trên điện thoại như thế nào để khi anh chị xem qua sản phẩm này là anh chị về nhà anh chị cài đặt nhìn nó rất là xịn luôn anh chị nhá. Camera 4G màu đây là màu lâu, màu đồng anh chị nhá, sử dụng rất là ok. Và bây giờ em sẽ đi lắp ráp, em hướng dẫn cho anh chị xem anh chị nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Bây giờ mình đã mang cái bộ camera hai mắt hai đầu xoay hai hướng khác nhau, bộ năng lượng mặt trời chuyên gắn những nơi không điện không mạng, mang ra ở đây là em sẽ lắp thực tế như ở trên tường đây để anh chị cùng xem anh chị nhá. Cái bộ sản phẩm này rất là hay này. Cái mắt trên của nó chỉnh được này, đây anh chị đang nhìn cái mắt trên này đang chúc xuống dưới nhá. Anh chị muốn chỉnh lên trên anh chị có cái kéo này. Đấy, anh chị kéo lên trên này, lên trên xuống dưới là mình, cái này là mình phải chỉnh cơ chỉnh tay nhá. Đấy, thì anh chị muốn là cái mắt nó chúc lên, chúc xuống hay là hướng lên thì mình kéo ở đây này. Đấy, chúc xuống hay là hướng lên thì mình kéo ở đây nhá. Đấy là cái mắt này nó sẽ lên xuống được là theo ý của mình. Đấy là cái góc trên là mình đã điều chỉnh được rồi. Đấy, còn cái dưới này là nó sẽ bám theo chuyển động nhá. Đấy, cái này thì xoay 360 độ bám theo chuyển động điều khiển trên app rồi. Như cái mắt này là cố định, nhưng mà cố định thì mình bây giờ là mình đã điều chỉnh cái mắt được rồi.
lên xuống ở đây là theo ý anh chị nhá. Đấy, ở đây là em đã lắp sim rồi, lắp thẻ nhớ các thứ là hoàn thiện hết cho anh chị rồi. Về anh chị lắp như thế này, cái miếng năng lượng mặt trời này thì anh chị sẽ hướng ra cái phía lắng anh chị nhá. Hướng ra phía lắng để nó có điện, để nó sẽ là hút điện vào đây để chuyển đổi năng lượng thành pin để sử dụng cho camera này. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn anh chị là cách cài đặt cái dòng sản phẩm này anh chị nhá. Đấy, thì ở đây là cách cài đặt như sau. Thì anh chị tải giúp em cái ứng dụng ES Cloud này, ứng dụng này về anh chị nhá. Sau khi tải về xong thì là anh chị sẽ vào ứng dụng ở đây, vào ứng dụng ES Cloud ở đây anh chị nhá. Đấy, sau khi vào ứng dụng ES Cloud ở đây, đấy, thì là anh chị sẽ là để ý cho em này. Ở đây này, là em sẽ là quét, ở đây là em đã quét rồi, bây giờ em xóa đi nhá. Em xóa đi, xóa cái cam này vừa cài đặt rồi, anh chị nhá. Đấy, bây giờ là em sẽ là cài đặt như ban đầu anh chị mới mua về cho dễ nhá. Anh chị sẽ vào và chọn thiết bị thông minh này, chọn thiết bị thông minh ở đây này. Đấy, anh chị sẽ chọn cái dòng đầu tiên là quét để thêm này, quét để thêm nhá, cái dòng đầu tiên này. Đấy, nhớ là bật Bluetooth lên cho em nhá, bật Bluetooth lên cho em này, quét để thêm này. Đấy, sau đấy anh chị chỉ cần quét duy nhất cái mã ở trên thân cam đây này. Đấy, tải mỗi phần mềm quét mã vào là xong anh chị nhá. Đấy, tải mỗi phần mềm về quét mã vào là xong. Đấy, sau khi quét xong thì nó ghi là quét thành công. Đấy, quét thành công ở đây thì anh chị sẽ đợi giúp em nhá. Đợi giúp em để cho nó tải vào này. Đấy, có mỗi vậy thôi, có mỗi là tải phần mềm về quét vào. Đấy, như thế là xong này. Đấy, đã kết nối thành công này. Đấy anh chị nhá. Đấy, cái này rất là đơn giản thôi. Thứ nhất là tải phần mềm, thứ hai là quét đúng cái mã này này là vào được luôn. Đấy anh chị thấy chưa? Bởi vì cái này nó gắn sim mà cần gì phải cài đặt wifi các thứ lằng nhằng đâu. Chỉ cần đúng một bước cơ bản là tải phần mềm, quét cái mã này là vào dùng luôn đấy anh chị nhá. Thì ở đây là anh em sẽ đặt ví dụ là ở văn phòng đi. Đây là em đặt tên là ví dụ nhá. Đấy, tất cả tiếng Việt hết này. Xong anh chị ấn xác nhận này. Xác nhận ở đây này. Đấy, xác nhận ở đây là ok. Đấy, anh chị cái này thứ nhất là cái mã này này. Đấy, khi anh chị quét vào nó có sẽ hiện cái mã QR này. Nếu mà anh chị muốn cho vợ anh chị xem này, con cái anh chị xem này, mọi người nhà cùng xem thì anh chị chụp lại màn hình. Chụp lại màn hình này. Đấy, em chụp lại màn hình nhá. Đây, chụp lại màn hình này. Đây, ấn vào đây, chụp màn hình này, chụp hình ảnh này. Đấy, để chụp lại cái mã ảnh này. Đấy, chụp lại ảnh này để tiện mình gửi qua Zalo, để người nhà mình có thể quét cái mã này để vào xem được luôn. Ví dụ nhá, ví dụ một người ở Hà Lan hay là một người ở Mỹ chẳng hạn, anh chị ở Việt Nam nhá, một người ở Mỹ người ta muốn xem thì là người ta chỉ cần quét cái mã này này là người ta cũng tải cái phần mềm ES Cloud này về, và sau đấy người ta sẽ là quét cái mã mà anh chị vừa gửi xong ấy, quét cái mã QR em vừa chụp màn hình đây này. Đây cái mã này này, đây em vào lại cho anh chị xem đây. Đấy, cái mã em vừa chụp màn hình đây này, đâu nhỉ, đây cái mã này này. Đấy, em vừa chụp màn hình đây này. Đấy, cái mã người ta quét cái mã này là người ta cài đặt, người ta xem được luôn. Đấy, một người ở Việt Nam, một người ở nước ngoài vẫn xem bình thường thông qua cái mã này này. Đấy, lên ở đây người ta đã ghi rất là rõ ràng ở đây rồi anh chị nhá. Đấy, lưu vào thiết bị cái mã này để mọi người cùng xem đấy anh chị nhá. Đấy, là mình chia sẻ cho người nước ngoài được luôn. Đấy, và ngoài ra anh chị chú ý giúp em nhá. Khi anh chị đã cài đặt làm chủ nhân như này rồi thì anh chị phải chia sẻ cho họ thì họ mới xem được, chứ không phải là tự nhiên mà họ thấy cái mã này họ quét vào đây là họ xem là không có đâu anh chị nhá. Bởi vì mình đã là chủ nhân rồi, mình phải đồng ý thì họ mới xem được, còn mình không đồng ý thì là họ chịu chết thôi, họ không làm gì được. Đấy, lên cái này bảo mật rất là cao anh chị nhá. Đây, em vào lại ứng dụng ES Cloud này. ES Cloud để em test cho anh chị xem những cái chức năng cơ bản của cái dòng sản phẩm này này. Đấy, đây em ấn vào đây này. Ấn vào đây để anh chị xem này. Cái này là hai đầu hai hướng nhá. Đấy, hai đầu hai hướng xem khác nhau này. Đây là em sử dụng này. Anh chị nhìn này, trên cam nó hiện chữ 4G đây này. 4G sóng nó rất là khỏe đây này. Đấy, anh chị nhìn nhá. Đây là chữ 4G này, 4G wide sóng đây nó rất là khỏe luôn này, căng đét này, 5 vạch này. Em đang dùng sim Viettel này. Ngày giờ ngày 11 này, hôm nay là ngày 11 tháng 11 này. Đấy, giờ rất đầy đủ hết cho anh chị cùng xem này. Xem đây cho nó chuẩn này. Đây nhá, xem ngày giờ này. Đấy, 10 giờ này. Đây ngày 11 này. Ngày 11 này, anh chị nhìn này, 11 tháng 11 này. Đấy, đầy đủ hết nhá, ngày giờ tháng 5 phút giây là chuẩn 100% luôn anh chị nhá. Rất là nét anh chị nhìn này. Em sang trái này, sang phải này, rất là nhạy anh chị nhìn này. Đấy, đấy anh chị thấy chưa? Đấy, rất là nhạy nhá anh chị nhìn chân em này. Đây nhá, nhìn này. Đây nhìn chân nhá. Đấy. Nhìn chân này. Đấy. Đấy, rất là nhạy luôn anh chị nhá. Đấy, sử dụng rất là ok với cái dòng sản phẩm này này. Đấy, ngoài ra ở đây thì mình cái mắt trên thì mình điều chỉnh được, cái mắt trên nữa em nói đây này. Đấy, mình có thể là chỉnh lên này. Đấy, chỉnh lên này, đây nhá, ví dụ nhá. Đây ví dụ là cái góc này là cái mắt trên đây nhá, em kéo lên một tí này. Kéo lên một tí này. Đấy, kéo lên một tí này, anh chị thấy nó lên chưa? Đây, đây cái mắt trên là cái dưới này. Đấy, như này ở trên đây là đang quay thẳng ra cái chỗ mà cái kệ rửa bát ở trên đỉnh này nhá. Bây giờ em úp xuống này, kéo xuống này. Kéo mắt nó xuống này, đấy, kéo xuống này, anh chị nhìn thấy chưa? Bây giờ chỉ đến cái bàn này thôi đúng không? Đấy, mắt trên là mình điều chỉnh bằng tay đấy nhá, mình điều chỉnh bằng tay đây, rất là ok nhá anh chị nhá. Đấy, còn ngoài ra thì nó sẽ có các chức năng ở đây này, đấy cái mắt này,
Đấy, anh chị có thể là xoay lên xoay xuống, anh chị nhìn này. Đây, xoay lên xoay xuống này. Đấy, mắt dưới là xoay 360 độ nha anh chị nhá. Đấy, xoay 360 độ này, trái phải ngược xuôi này là đều ok hết này anh chị nhá. Đấy, trái phải ngược xuôi là đều rất là ok này, xoay theo chuyển động này. Đấy anh chị nhá, bám theo rất là ok này. Ngoài ra ở đây anh chị có thể là rất là nhiều chức năng, anh chị có thể là tăng lên độ phân giải này, hay là anh chị bật đèn này. Đấy anh chị bật đèn này, các thứ này đầy đủ hết này anh chị nhá. Đấy, ngoài ra đừng nhắc lại này, xác nhận này. Đấy, ở đây này nó có cảnh báo chuyển động hết nhỉ, nó chụp lại ảnh nhá. Đấy, chụp lại ảnh cho anh chị hết này. Đấy, ngoài ra ở đây thì mình sẽ là tăng hết âm lượng lên cho em này, tăng âm lượng lên này. Đấy, nó sẽ có chức năng là đàm thoại hai chiều nhá. Cái cam này có chức năng đàm thoại hai chiều này, anh chị muốn chụp ảnh thì ấn vào đây này. Đấy, lưu ở đây này. Đấy, ES Cloud muốn thêm ảnh vào, ok cho nó thêm luôn. Đấy, cứ chụp ảnh vào đây là nó lưu này. Đấy, lưu này. Đấy, ấn chụp ảnh ở đây là nó đã lưu luôn này anh chị nhá. Này, ảnh lưu thành công này. Đấy, quay video này. Đấy, ấn vào đây quay video này, video dây đang chạy trên này. Đấy, xoay hai đầu hai hướng khác nhau anh chị nhá. Đấy, rất là hay luôn. Ngoài ra anh chị muốn xem lại này thì ấn vào chữ phát lại này. Xem lại, ấn vào chữ phát lại ở đây này. Đấy, nó có đầy đủ hết này. Đấy, mình có thể là xem đi xem lại được anh chị nhá. Đấy, xem đi xem lại ở đây nó đã lưu này. Đấy anh chị nhìn này. Đấy, nó đã lưu nhá. Vừa xong lưu, đây là đang lưu nhá. Đây là xem, đang ở mục xem lại này. Đấy, đây là ở mục xem lại này, đầy đủ hết này anh chị nhá. Đấy, ngoài ra thì anh chị có thể là xem lại ở ngoài này, hoặc là mình vào hình dấu ba chấm này này. Ba chấm này này mình cài đặt này, mình thiết lập này. Đây anh chọn, chị chọn thiết lập này. Ở đây nó có thiết lập rất là nhiều mục như là bám theo chuyển động hay các thứ này. Đây mình đang cài đặt vào thiết bị nhá. Đấy, ở đây nó có rất là nhiều mục này, cảnh báo phát hiện chuyển động này. Đấy, tiếng Việt anh chị nhìn nhá. Đấy anh chị thấy chưa? Có chuyển động này, có người động đậy là nó sẽ lập tức nó báo luôn. Ví dụ trong trường hợp anh chị đút điện thoại vào túi quần như này. Đấy đúng không? Mình đi đường làm sao mình biết được là khi nào có chuyển động thì nó sẽ rung. Vừa xong nó tin nhắn về nó rung nhá. Nó rung ở đây là anh chị biết được ấy. Đây em sẽ ấn nhầm vào đây. Đấy, đút vào túi quần này. Đấy anh chị vào hình bánh răng này. Anh chị chọn thiết lập này. Thiết lập này. Ở đây này có cảnh báo chuyển động này, cảnh báo chuyển động này, độ nhẹ chuyển động này, theo dõi chuyển động này. Đấy, nó có chức năng theo dõi chuyển động ở đây anh chị nhá. Đấy, có chức năng khi anh chị bật chức năng theo dõi chuyển động, anh chị nhìn này. Đấy, đi đến đâu là cam mắt dưới này, cái mắt dưới ấy, là trong cái phạm vi quét của nó là nó sẽ quay theo đến đấy luôn, anh chị thấy chưa? Đấy, nó đang quay theo em đây này. Đấy, nó đến đâu là nó sẽ quay theo đến đấy luôn, trong phạm vi của nó rất là ok anh chị nhá. Đấy, anh chị nhìn cái mắt này. Đấy, nó đang quay theo em này. Đấy, anh chị nhìn thấy không? Đấy, nó rất là ok anh chị nhá. Đấy, trong cái phạm vi của nó nhìn được thì là nó là đều giữ nguyên, còn khi làm mà dịch ra một tí này cái là nó sẽ bám theo ngay. Đấy anh chị thấy chưa? Đấy, nó sẽ bám theo ngay. Đấy là chức năng là theo dõi chuyển động. Tắt theo dõi chuyển động đi. Đấy thì là nó không bám theo nữa, đúng không? Đấy, đây là cảnh báo này. Đấy, cảnh báo này. Đấy, nếu mà anh chị không thích cái cảnh báo này anh chị tắt đi. Có ngày giờ đầy đủ hết này. Khu vực phát hiện chuyển động này. Chọn đây. Khu vực phát hiện chuyển động có nghĩa là gì? Có nghĩa là ví dụ đây là cái két tiền của nhà anh chị chẳng hạn, đúng không? Đấy, khi nào mà anh chị đặt cái khu vực báo động là cái két tiền này này, ai mà động vào két tiền của tôi là lập tức nó sẽ kêu ầm ĩ lên, nó báo về. Đấy là cái chức năng phát hiện chuyển động. Đấy, cài đặt khu vực này, anh chị sẽ chọn có cài đặt khu vực này. Đấy, ở đây có rất là nhiều khu vực để anh chị cài đặt anh chị nhá. Đấy, ngoài ra ở đây thì mình có thể là cài đặt báo động bằng còi này. Đấy, có nghĩa là khi nào mà báo động các thứ thì nó hú, nó còi, nó kêu ầm ĩ lên này, còi báo động trong vòng 80 giây này, 80 giây, 60 giây hay là do mình. Đây, đây 80 giây hay là 60 giây là do mình, 23 giây này bao nhiêu là do mình. Để em tắt đi nhá. Tắt đi này. Đây em đang ví dụ cho anh chị thôi. Đấy anh chị nhá. Đấy. Đấy, có chuyển động ấy anh chị nhá. Đấy đấy đấy, tắt đi, tắt cái này đi nhá. Đấy, không đang quay video lại kêu ầm ĩ lên anh chị nhá. Để em tắt đi này. Đấy, cảnh báo chuyển động tắt lúc ấy mình lại không tắt dây đi. Đây, vào tắt lại dây đi anh chị nhá. Này, tắt đi, phải tắt đi. Xác nhận âm mức lượng này, tắt này, tắt đi để anh chị thoát hẳn ra này. Đấy, anh chị tắt báo động đi anh chị nhá. Đấy, tắt báo động đi, thoát hẳn này ra. Đấy, thoát hẳn ra như này là nó sẽ mất nhá. Đấy, thoát hẳn ra như này, thoát hẳn ra màn hình này là nó sẽ mất chức năng là báo động, có nghĩa là di chuyển nó sẽ không kêu nữa anh chị nhá. Đấy, ngoài ra ở đây mình có thể là mục đẩy tin nhắn này, đẩy tin nhắn qua app này. Đấy, đẩy tin nhắn theo thời gian, nói chung là tùy cái mức này anh chị cài đặt. Nói chung là cái này cài đặt rất là ok. Anh chị quản lý sim 4G này, quản lý sim 4G này, có số ở trong sim nhá. Cái số lắp ở trong cái camera này là số là gì nó cũng ghi ở đây này. Đấy, tần số tín hiệu sóng khỏe hay sóng yếu nó đều có hết này. Đấy, cài đặt kiểm soát PTZ là cái kiểm soát cái xoay ấy anh chị nhá. Thì anh chị ở đây anh chị tự tìm hiểu, bởi vì nó là tiếng Việt mà dễ nhớ lắm anh chị nhá. Đấy, trò chuyện trực tiếp này, về thiết bị chia sẻ này, anh chị muốn chia sẻ thiết bị để cho vợ con hay anh chị chia sẻ ở đây được hết này. Chia sẻ thước phim, chia sẻ các thứ là thoải mái này.
Đấy anh chị nhá, nói chung là rất là dễ, tất cả tiếng Việt hết này. Điện lực này, đấy 93%, có nghĩa là pin của cái miếng này còn 93% anh chị nhá. Đấy em vừa sạc đây, đấy để năng lượng mặt trời đây, xác nhận đây. Ngoài ra có rất là nhiều như là sự kiện này, đấy anh chị lạp điện cho nó này, đấy nó có đều có thông báo hết anh chị nhá. Sử dụng cái này rất là ok. Nói chung là chốt lại là cái mẫu này chuyên lắp những nơi không điện không mạng, rất là nhiều các chức năng như là bám theo chuyển động, người đi đến đâu là cam xoay theo đến đấy, cam là cái mắt trên này, nó gọi là mắt cố định nhưng mà mình vẫn chỉnh được nhá, mắt lên mắt xuống này là mình điều chỉnh ở đây này. Đấy mẫu này thì chuyên dành cho những anh chị em nào mà mình lắp ở ngoài biển này, ở ven biển nuôi hầu thủy hải sản không điện không mạng này, trên rừng trên nương trên dãy, nói chung là anh chị muốn lắp ở những nơi không điện không mạng thì sử dụng cái mẫu này nó rất là ok anh chị nhá. Đấy màu bây giờ nó là màu đồng đấy, một là màu trắng, hai là màu đồng, nhưng bây giờ em đã đặt sang cái màu đồng này, nhìn nó cực kỳ là khỏe, cực kỳ là ok anh chị nhá. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong clip tiếp theo.